Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em làm cái lồng bẫy hai mặt như này. Thực ra là nhiều anh em có nói với mình là làm clip làm những cái lồng bẫy như này để cho anh em tự làm đỡ phải mua. Nhưng mà thật sự là nhiều mình không có thời gian rảnh nhiều. Mà trong khi đó là cũng vội quá nên không thể làm clip lên cho anh em được. Thì hôm nay mình hôm trước mình cũng có làm được một ít rồi. Mình có quay clip nhưng mà nhớ tay xóa mất thì hôm nay mình quay lại clip là mình đã làm được cũng làm một số rồi. Và còn mặt trên là mặt đáy và sờ nữa. Hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em những cách làm và trong khi đó dễ làm cho anh em nhé. Và những sợi tóc nào làm để cho cứng thì những cái sợi lông này thì thực ra là mình không lấy cái 304 thì uốn nó dễ thôi, nhưng mà 304 nó mềm thì mình cái mẫu như này mình làm gọng như này đó thì là nó mẫu như này thì nó phải làm bằng 201 thì nó sẽ cứng hơn đó. Mình bẻ góc này thì nó sẽ cứng, cầm đầu chắc chắn. Mình nam thì mình làm nam nó to hơn của nhiều anh em, như anh thầy cung trụ chẳng hạn, hay nhiều anh em làm mình cũng nhiều chứng kiến nhiều lòng rồi. Nhưng mà có nghĩa mình thì thực ra là mình chưa phải mua một cái lòng nào để mình bẫy cả, tại vì mình cũng tự làm hết. Thì đây mình sẽ chỉ anh em cho anh em làm nhé. Đây thì thực ra là nếu mới đầu thì mình hàn cái khung như này đó, hàn cái khung y xì như này thôi, chỉ cần hàn khung thôi, xong bắt đầu mình uốn theo cái vành này mình làm tùy theo anh em. Nhiều anh em thích mẫu lồng tròn, nhiều anh em thích mẫu lồng vuông, nhưng mà cái mẫu này thì cũng mình cũng làm nhiều cái lồng chuyển đi các nơi rồi, nhưng mà thời gian này không có thời gian làm đó, nhưng anh em đặt nhưng mình không làm được. Đây mình sẽ chỉ cho anh em làm nhé. Inox là mình mua loại inox 201, thực ra là cũng chả gì đâu, mình làm nhiều rồi. Thì mình làm lòng mình cũng cái lòng này để chơi thôi, nhưng lần trước là mình phun đồng hết. Những cái lòng này thì mình làm không phun đồng, nó nhẹ. Cái inox này thì rất cứng, uốn cảm giác rất đau vai, nhưng mà được cái là nó cứng. Mình thích cái form phải cứng thì mềm thì mình không thích. Hôm trước mình có làm một clip là bắt đầu làm hàng khung xong bắt đầu uốn nan như này rồi như tay xóa rồi. Bây giờ mình lại làm lại clip khác để đăng cho anh em. Đây là mình sẽ cuốn cái mẫu này, nó phải cuốn qua là được một vòng trước để cho có nghĩa là mình buộc vào lồng vào thì nó sẽ không vướng, không bị mắc. Mình làm cái mẫu lồng này thì cũng rất nhiều người thích, nhưng mà bảo mình làm nó không thời gian, bảo này thực ra là cũng bận lắm. Mà trong đó làm cái lồng như này mình làm để kỹ thì cũng nói chung là không được bao nhiêu, kinh không một lần. Cái sợi đồng này để lo tránh bị xô nó mọc kia.
keo nhé, một tí keo để tránh tình trạng xô. Tại vì không cuốn đồng, nếu như những cái mẫu kia là mình cuốn đồng kín hết, cuốn đồng kín hết thì nó sẽ không xô được. Đây, cắt dư một tí này nhá, xong mình cuốn nó sâu xuống để cho mình cũng báo lòng hoặc là lưới nó không bị chèn vào, không sẽ không bị mắc. Đó. Cái nam này nó cứng. Nhiều anh em bảo làm clip thì không có thời gian đâu. Nếu anh em mà thấy clip hay thì đăng ký kênh của mình nhé, ủng hộ cho mình. Đây, cái này là khi mình uốn sẽ bị co lại, thì mình lại bị nhả lại nhé. Khi uốn xong ra mình nhả lại một chút, đó thì là phần này. Trên này cũng rộng một tí keo, một chút xíu thôi, để tránh tình trạng con nhanh vô ra ngoài một số. Cả cái mẫu một mặt đó, mình làm chê già thì thực ra mình cũng làm chỉ để dùng thôi. Nói chung là nhiều anh em bảo làm nhưng mình cũng không có thời gian để làm lắm. Dạ, cũng không được bao nhiêu rồi, là kinh lắm. Bảo sao mọi người làm lồng thì cảm giác muốn làm nó nhanh, mình lại thích cái nan nó phải cứng thì uốn sẽ hơi khó, nhưng mà được cái là nó khỏe lòng, nắn cho nó thẳng thẳng. Đây là cái ống mẫu lồng vuông góc. Nếu bình thường như anh em mà làm lồng tròn thì mình sẽ uốn như này, uốn như này đó, uốn này đó, uốn như này thì nó sẽ bo tròn rồi. Đó, vừa dít nha. Đây, anh em nhìn kỹ nha, cuốn như này nó sẽ tự nó sẽ bo tròn, thì mình khi mình cuốn lại thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, đây cực kỳ đẹp, nhưng mình không thích cái mẫu đấy, mình làm nhiều rồi đó, vuốt thẳng nha. Thời gian này thì đi bẫy chim thì cũng nhiều anh em cứ điện cho mình hỏi là chim bổi giờ này sao không có, nhưng mà thực ra mình cũng có đi để phục vụ anh em, nhưng mà chim nó không đấu nhiệt tình, chim nó không đấu nhiệt tình lắm, mà cũng cho chim ra một lúc là chim mồi gọn đến thì xong bắt đầu là bỏ đấu, nó lại đi nó nuôi con. Tâm lý mình cũng không muốn bẫy cho lắm, tại vì là con nó còn nhỏ rồi, mình bẫy ở nó cũng, mình cũng nghĩ là nó bỏ con nó sợ nó chết mất rồi. Mà tầm này có bẫy thì vẫn bẫy được thôi, nhưng mình phải có con nào nó phải tố chất thì mình bẫy, còn không thì mình cũng không bẫy.
cái dây này chỉ vo để cho nó tránh xô chứ không tác dụng gì lắm. Khi là mình quấn chưa đóng kín hết nhưng mà bây giờ cũng không 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 muốn làm như thế, quấn cực kỳ lâu, giá cái lồng thì cũng không bán được bao nhiêu tiền cả, bán chỉ được cái loại phun đồng hết thì mình chỉ bán được 800.000, ở trong khi đó là công nhiều quá. Có cái clip mình cũng làm clip chỉ anh em ta lưới đó, thì có nhiều người nói là clip cũng hay, nhưng mà có nhiều người lại nói phản ánh với mình là cái lưới đấy là kiểu cách của họ không thích mình đăng cái clip như thế. Nhưng mình là cái là mình lại tận tình chỉ anh em mà không, mình lại muốn là nhiều anh em không 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 tự đan được, mình làm những cái clip lên để chỉ cho anh em cách đan, anh em tự đan thôi. Nhiều người người ta thấy mình làm clip như thế là họ không thích, họ lại gọi là cái kiểu này của họ, nhưng mà thực ra là như thế thì có bản quyền thì mình mới chọn con bình thường như này có gì đâu. Những cái kiểu đan mới là nhà mình ngày xưa làm cá thì cũng là do mình nhìn bố mẹ đao thì mình cũng đao được thôi chứ không phải ai dạy cả đó. Thực ra quá đơn giản, chỉ cần một hai lần là có thể đao được, mới đầu đao hơi chậm nhưng mà xong dần dần sẽ nhanh hơn một chút. Thực ra mình đang chậm không nhanh được đâu, nhiều người người ta quen tay lắm rồi, người ta đang nghe thì mình không đang nghe. Dây dù không quần bò màu gì họ đưa ra đến mình hợp lý mình mua được, mình mua tại đấy luôn chứ không phải đi mua ở tận đâu cả. Còn chỗ mình nó gần chỗ mua dây dù này, thực ra cũng không phải gần lắm đâu, không phải tầm chục cây số, nhưng mình mỗi lần tiện mình đi lấy thôi. Còn dù cũng đã đi chỉ có 40.000 một quận, theo nếu mà đang biết đang đang bao giờ bao nhiêu cái mặt lòng này để cho hết cái quần dù kia nhiều. Đây là cái cửa tạm thời thì thôi đã, cửa từ từ đã, đây là đang từ đây chưa có ai đây. Nhớ là những cái sợi này mình phải quấn nó thật kín nhá, khi mình
phủ cái áo lồng vào là nó không bị bắt vào áo lồng. Đây mình làm mẫu đơn giản lắm, làm nhanh cũng đây là một tới đây để đi đánh. Cái ông kia thì hôm trước có bạn ông đến nhà ông gạ bán ấy, nể quá lại bán cái lồng mình quấn đồng hết, phun đồng hết. Đó. Lồng mình làm cực kỳ chắc chắn đấy. Đấy, mới đa được như này thôi nhưng mà cực kỳ khỏe, tại vì là mình đang là man nó nhìn hơn một tí cũng to hơn. Còn cái này này là mình cái từ đây lên là mình phải làm cái to hơn từ đây lên thôi, còn phần này thì mình làm cái sợi nó nhỏ một tí, sợi này to hơn. Bạn ra ngoài quán mua cái loại xiên thì họ sẽ bán cái loại xiên nó to hơn mình muốn cái này. Tùy theo mình, anh em thích uống kiểu gì thì uống, nhưng mà cái này các bạn biết làm gì không, này để cho nó cứng lỏng khi mình hàn thêm cái móc trên này, hàn trên cái móc trên này thì làm cái nhỏ như này thôi. Cái này và cái này nó nhìn hơn một ít, nhưng khi mình muốn một cái vòng lên đây để mình làm móc thì nó sẽ khi cầm cái lòng nó sẽ rất là chưa là chắc đó. Đây mình đan từ đây lên. Cái lồng này mình làm này, mẫu này là mình không làm ba cầu nữa, mà mình làm chỗ này một cầu và chỗ này một cầu, hai cầu luôn. Chứ mỗi khi là mình làm đây một cầu, đây một cầu, đây một cầu, ba cầu để cho chim nó đảo đi đảo lại. Nhưng cái mẫu này mình lại hạ thấp hai đầu xuống, cái đầu kia là mình cao như này, nhưng mà bây giờ là mình lại hạ thấp cái vòng xuống để mình chuyển hai cầu vào đây. Đó. Chia cứng nha. Cứng thì phải lòng mình thích như vậy. Hôm vừa rồi mình đi mình họp câu lạc bộ cho mà ngồi Vĩnh Phúc, nhưng mà nhiều mình xem nhiều lần không có cái lòng nào để mình cảm thấy ưng ý cả, vẫn phải cái lòng mình tự làm mình thấy ưng ý thôi. Lại đến cái cửa cho giọng một tí. Cửa này quan trọng lắm, mình kéo lên và xuống nó dễ. Kênh để ủng hộ cho mình nhé, để chỉ clip để cho anh em tự làm lòng đỡ phải đi mua. Thực ra mà thị trường bán cái lòng cũng vài trăm nghìn, nhưng đối với anh em sinh viên thì giá như vậy.
ơi. Tôi đây. Chắc có khách gọi nhưng mình gọi thì mình chưa có đâu. Làm rút lên rút xuống ở đây. Đó, đây mình sẽ làm rút lên rút xuống ở đây chứ mình không làm rút lên tận đây được tại vì nó mốc vuông. Thì đâu mình quấn sức gì ở đâu này nhỉ? Tại vì là nó cứng quá. Các bạn nên nhớ là cái đầu này của các bạn phải để cho nó cái đầu này phải để cho nó cục vào để cho nó ra ngoài, nó ra ngoài nó bị nó sẽ bị đè vào lưới sẽ bị mắc.
các bạn thấy lâu chưa? Này thì mà bán như cái lòng không buồn đầu chưa? Bán 500 nghìn thì ra là không được bao nhiêu tiền. Thì là mình bậy làm cái những cái lòng này chỉ chạy thử thôi nhưng mà cũng không bao nhiêu cả. Bây giờ nhiều anh em đặt hàng nào được, mình cũng giới thiệu cho anh em là đặt chỗ Bình Thành Quốc Trụ. Mấy là mấy anh gì đấy em quên tên rồi, mình quên tên rồi. Các bạn biết tại sao mà mình lại chừa những cái này lại không? Để là mình làm lại làm cái trống tràn xung quanh đó. Cái trống tràn này khi mình sập, khi bẫy chim sập vào là đây, để mình sợi như này thôi. Khi chim sập vào là cái trong tràn nó sẽ cản cho chim không thể ra. Các mô lòng bây giờ nó không làm trong tràn, nhưng theo mình là phải làm cái trong tràn này thì chắc chắn hơn. Cái lông này rất hiền cứng, cái khiêu cũng khó nha. Nếu mà các bạn làm cho nhanh thì nên mua cái loại 304. Em thì muốn làm cái loại này, mặc dù cuốn hơi lâu tí nhưng mà khỏe cực kỳ cứng nha.
khuyên các bác nên dùng cái dòng inox 304 hồi nó dễ này, tại vì là dùng cái loại inox inox 2L này nó rất chìa cứng, làm rất chìa lâu. Làm cái chống tràn này cho chim khi sập lại thì nó sẽ với cái chống tràn này sẽ không ra được nhiều cái lồng mà không đủ bông tràn thì cái vành này nó lại sẽ bị phải hẹp lại, cái vành này hẹp lại thì nó không ra được. Đây em sẽ cái mặt này em làm chống tràn này em sẽ làm cái cánh sập nó sẽ rộng ra một chút.
nhé. Cái bạn làm cái trống tràn này mình sẽ làm ra rộng ra một phân thì hai bên mình làm được 2 phân, tổng hai bên là được 2 phân. Còn bình thường như trong này nó sẽ nhỏ, khoảng này nó sẽ nhỏ. Nếu anh em làm mà làm không có trống tràn thì nó sẽ chỉ được như này thôi, thì cả cái vành sập thêm mỗi bên một phân thì thêm được 2 phân. Nhưng đây mình 2 phân của trống tràn, tiếp tục mỗi bên 1 phân của cái vành sập nữa là thành 4 phân, có thể rộng ra được 4 phân nữa. Sợi nâu này cũng gót nên cũng khó chút. Chúng tôi phải cắt ra nhé.
đấy anh em lưu ý là muốn làm cân thì làm từ 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 giữa trước, kể cả cái phần này thì hai cái này là mình phải đo giữa trung tâm nhất này, trong trước đó bắt đầu mình đi đa xung quanh đó, làm cái hãm này, hãm này đầu tiên để mình giữ lại quãng giữa. Làm thế thì mới cân được. Nhiều anh em làm xong gọi là nó méo mó, chính vì làm chưa đúng cách thì nó sẽ vẫn bị méo. Tại vì đầu tiên mình làm thì mà lúc làm khung thì nó rất chìa khung, nhưng mà khi mà lên khi mà ấy thì nó bị méo. Ơi
Anh em nên nhớ là quấn cái sợi đồng một cái như này nhé, để quấn nó dễ, nó không bị dính vào nan, không được. Cái xeo anh em đang làm
Nha là bạn thấy kênh của mình hay, chia sẻ cho mọi người để mọi người tự đoán nhé. Mình cũng chỉ là tận tình chỉ giúp anh em thôi. Có nhiều người nó không thích. Đây anh em nhé, hôm trước mình quên không cầm máy quay đi về bên trong này, thế nên mình tranh thủ làm được một đoạn này rồi. Đây anh em nhìn này, đây mình làm cái này bằng cán gỗ này để kiểu mới lại xem có ra gì không. Rồi đây vào máy trên. Hôm trước mình cũng nói rồi, cái inox này mình làm bằng inox 3201 nên nó rất chưa cứng. Anh em nào mà muốn uốn dễ thì nên làm bằng inox 304 nhé, 304 mềm. Thank you.
Trong mưa đó. Thank you.
Thôi nó thắng rồi chứ. Làm sọt nữa. Đây trên nhà em đẹp à?
Đây mình lượt làng mình lò xo này nhé. Mình lấy cái dây này ở cái không phải sợi dây inox mà cái dây mạng cáp quang, cái chịu lực của cái dây đó mình có tùy theo cái dây cáp quang, có cái thì nó bằng sợi cáp, có cái thì nó bằng dây, nó như dây thép này, rất cứng. Mình uốn thì không cần phải lấy khuân uốn làm gì, mình uốn rất đơn giản. Đó. Nhìn anh em nhìn em, anh em nhìn kỹ này, không cần phải khuân, đó cứ lần lượt cuốn thật chặt, cuốn in rồi. Đấy, quấn tầm này thôi, rút ra, nó đã thành một cái lò xo này. Đấy, rất chi cứng nha, đây, đơn giản này. Mình quấn phải đảo chiều nhé, một bên nọ bên kia nhé, thì mình sẽ chỉ cách đảo chiều. Đó. Đây cái dây mạng cáp quang mình rút ở cái dây chịu lực đây nhá. Đó. Đấy. Anh em nhìn nha. Rút bên trong này nó có sợi thép này. Đó. Sợi thép này có nghĩa là nó vẫn dỉ nhưng mà nó là sợi, nó phun kẽm nên nó cũng rất chi là lâu mới dỉ. Còn nhiều cái lồng họ làm bằng lò xo thép chuẩn xẹo thép thì nó rất dễ bị dỉ, nếu anh em phơi nắng ngoài nhiều, ngoài trời là nó sẽ bị dỉ. Đó. Đây nha anh em. Như này, đây này, như thế này là một chiều này. Đó, tí nữa đây như này, tí nữa mình làm cái bên kia sẽ đảo chiều, mình úp xuống là mình quay ngược lại. Thank you.
Bây giờ mình uốn bên này nhé. Nên mình úp như này, bây mình lại gỡ như này là một đảo chèo nhá. Đảo chèo đây này, ban nãy là mình úp như này, úp như này đó, nhưng bây giờ mình đảo sang bên này là mình sẽ đặt ngỡ này lên, đặt này nhá, đặt này như này, đặt như này. Thôi như vậy nó đã đảo chèo. Ok. Đó. Đây. Đó. Rất đơn giản. Đã xong mình vấn cái này quả phải. Hôm nay cái này mình muốn hơi vẫn thiếu không đem vào bóng. Đó, tương đối bằng nhau được. Đó. Xin chào anh em nhé. Mình hôm nào sẽ mình đăng cái clip này trước, xong hôm nào mình sẽ đăng cái clip là mình làm những anh làm ra cái lòng này để cho anh em tự làm. Đó. Hôm nào mình sẽ làm một clip hoàn thành cái lòng này cả lúc đan và cả lúc cả lúc đan này, cả lúc đan lưới này, cả lúc làm bánh sạp này. Còn khung thì mình làm trước mà, khung thì mình làm trước đó mà, thì hôm nào mình sẽ làm cái hình ảnh ở cái video đan nan này, và làm bánh sạp và làm cầu tự hoàn chỉnh và đan lưới.
Đó, ok. Anh em nào mà thấy kênh của mình hay thì nhớ bấm đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng tự làm, đỡ phải mua lòng nhé. Ok, xin chào anh em. Chào anh em nhé. Mình gấm tầm này được cắt bỏ tầm này thế rồi, chỉ cần rút ra nhé. Yeah.